là những chúng tôi là những nhà chuyên môn ép người ta. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị cuốn DVD ca nhạc Mai của Hùng có tựa đề Mù Quáng. Trong chương trình này có tất cả 13 bài hát, gồm những ca khúc như Mùa Đông của Anh, Hà Trắng Hà Đen và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Khi tôi mua về tôi nghe cả ngày, tôi nghe xong tôi chả hiểu gì cả. Vì chương trình này anh Michael Hùng chỉ thổi kèn thôi, không hề hát. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy nghe bài Núi Tiết do Michael Hùng thổi. Trời đất ơi, hết rồi à Hùng? Tiếp theo Lòng Mẹ. Cho nên quý vị và các bạn muốn hiểu, mua một cái đĩa này về nghe, bảo đảm sẽ hiểu cảm giác của tôi. Nhiều không tôi chết liền.